Thưa quý vị, ngày Vía Thần Tài, mùng 10 tháng riêng âm lịch được xem là ngày để sắm sửa lễ vật cúng thần tài, cầu mong một năm may mắn, hanh thông và tài lộc. Với ý nghĩa tượng trưng cho phú quý, các sản phẩm vàng trở thành sự lựa chọn của đông đảo người tiêu dục mỗi khi đến dịp này. Và năm nay, hình tượng châu vàng được đúc bằng vàng nguyên khối rất thu hút và được khách hàng quan tâm. Thời điểm này, trên thị trường Hà Nội, nhiều doanh nghiệp, tiệm vàng đang bày bán các sản phẩm vàng hình châu hay còn gọi là kim ngưu Tất cả được làm từ vàng 24K, được chế tác bằng công nghệ 3D tinh xảo. Một sản phẩm hình châu có giá khoảng 2 đến 7 triệu đồng phụ thuộc vào số lượng vàng mẫu chế tác. Bên cạnh đó là những vật phẩm khác mang ý nghĩa cho sự may mắn, thành đạt với trọng lượng khác nhau như thuyền buồm, tam đa phúc lộc thọ. Không đợi đến ngày thần tài, nhiều khách hàng hôm nay đã chủ động mua vàng trước để tránh đông đúc nhằm phòng dịch Covid-19. Nhiều khách cũng đặt hàng qua online để không phải tiếp xúc với nhiều người. Các chuyên gia khuyên người dân không nên mua vàng với số lượng lớn vào dịp này. Nếu mua vàng cầu may và muốn tích trữ lâu dài, thậm chí đeo trang sức, có thể chọn một số sản phẩm được chế tác cầu kỳ, có tính thẩm mỹ cao. Còn lại, người dân có thể mua một lượng nhỏ 0,5 đến 1 hoặc 2 chỉ vàng miếng, nhẫn trơn mang hình nghĩa tượng trưng hơn là mua ồ ạt vì giá vàng ngay vía thần tài thường đắt hơn so với ngày thường vâng thưa quý vị những hình ảnh chen chúc trước các cửa hàng vàng từ sáng sớm đến chiều muộn trong hôm nay trong ngày được gọi là vía thần tài đang dần trở nên quen thuộc vài năm gần đây xét từ góc độ kinh tế thì nhiều người cho rằng các doanh nghiệp vàng bạc đã có một chiến dịch truyền thông xuất sắc khi đánh trúng tâm lý cầu mong tài lộc của nhiều người trong dịp đầu năm nhưng đằng sau thành công đó của các doanh nghiệp vàng bạc lại là một vấn đề mà xã hội rất đáng phải suy nghĩ khác khi mà ngày càng có nhiều người cuồng tín và dựa dẫm vào thánh thần Tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời trong tiểu mục chuyện tới nay với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Giá đến từ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Và ông vừa là một nhà văn, vừa là một nhà báo, vừa là một người có am hiểu rất sâu sắc về văn hóa dân gian. Và xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Giá đã đến với trường quay của Chào buổi tối ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi ông là một người có thời gian dài nghiên cứu về văn hóa dân gian thì ông cho rằng là cái việc... Uh văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay có thần tài hay không và việc nguồn gốc của ngày vía thần tài mùng 10 tháng riêng này thì từ đâu mà ra theo những cái những nghiên cứu của tôi và một số cái tài liệu mà tôi làm chủ được ấy thì được biết là cái cái ngày vía thần tài này là xuất phát từ văn hóa Trung Quốc ở bên Trung Quốc ấy thì người ta quan niệm về cái ngày thần tài cũng rất đa dạng, có nơi thì thờ ba vị thần, có nơi thì thờ đến năm vị thần và người ta um, coi cái ngày ngày đầu năm là ngày mùng năm, mùng năm tháng riêng là ngày thần tài. Thế còn khi đến Việt Nam chúng ta thì chúng ta lại chuyển sang ngày mùng 10 và tôi cũng nghĩ về câu chuyện tại sao lại gốc của nó là mùng năm và khi sang Việt Nam là mùng 10 thì tôi cho rằng là một trong những khuynh hướng của người Việt chúng ta khi tiếp nhận văn hóa Trung Hoa và văn hóa thế giới nói chung là bao rộng theo khuynh hướng Việt hóa và để cho khẳng định, để nhấn mạnh cái tính chất Việt thì người ta đổi sang ngày mùng 10 tháng riêng vâng và nếu mà nói như vậy thì có nghĩa là việc mua vàng để cầu may trong ngày vía thần tài mùng 10 tháng giêng rất có thể không phải là một phong tục gốc của Việt Nam chúng ta vậy thì theo phó sư tại sao nó lại tạo thành một cơn sốt trong vài năm gần đây như vậy ở Việt Nam mình thì cái cái mà cái việc làm ăn rồi thì cái nhu cầu để mà uh, phát triển kinh tế để có nhiều tài lộc ấy là cái nhu cầu tất yếu của con người thôi ở đâu cũng vậy nhưng ở việt nam mình thì những năm gần đây nó có một cái khuynh hướng mà theo tôi cho rằng là ngay ở trong các diễn ngôn chính trị lớn trong những cái bài phát biểu của các chính khách lớn rồi trong đời sống của dân chúng khi mà nhắc đến cái chỉ tiêu phát triển của một xã hội bao giờ cũng lấy kinh tế làm cái yếu tố đầu tiên và sau đó mới là một số yếu tố khác và chính vì nó có sự cộng hưởng giữa những cái diễn ngôn chính trị như vậy cộng với những cái tâm lý của những người dân coi cái hoạt động kinh tế là hoạt động số 1 và sau đó mới là các thứ khác cho nên nó tạo thành một cái tâm lý mới cơn sốt để cầu may để mà nhanh làm giàu và thậm chí nhanh làm giàu bằng mọi giá và chính người ta tin vào những cái niềm tin như là cái ngày viết thần tài ngày hôm nay để người ta mau làm giàu nhanh chóng vâng. cho nên nó thành một cơn sốt như vậy với các phong tục kể cả là những phong tục ngoại nhập thì chúng ta khó có thể phán xét là đúng hay là sai nhưng mà xin được hỏi cá nhân phó giáo sư ông có tin rằng là những người chen chúc ngày hôm nay trước các cửa tiệm vàng để mua bằng được à, cho mình vàng để cầu may thì liệu rằng là những người này nhờ cái hành động đó họ có thể phát tài hay không có thể gặp nhận được nhiều tài lộc trong năm mới hay không cái này thì chúng ta cũng không không thể không thể khẳng định rằng là cứ đi mua vàng là về có thể làm giàu ngay được chuyển đấy chắc chắn rồi nhưng mà có điều thế này này người ta mua vàng cũng có rất nhiều động cơ à, tôi quan sát thấy là có người mua thì trong năm người ta tích chữ được một số tiền và người ta muốn là đầu năm đi mua một chút vàng về như một sự may mắn thế đấy đấy là một cái loại động cơ một loại động cơ nữa thì là người ta mua để mà tặng nhau chẳng hạn thí dụ những người, người chồng tặng vợ hoặc là trong những quan hệ kinh tế thế nào đó có thể người ta tặng nhau những cái miếng vàng Uh, thế nào đó để mà như trao cho một uh, lời chúc, cho một hy vọng và như thế thì nó thuần túy là nó mang nghĩa tinh thần hơn là một ý nghĩa uh, vật chất uh, thực tiễn nào đó. Vâng, ông chúng ta cũng khó có thể khẳng định là những người mua vàng ngày viết thần tài thì có may mắn tài lộc được như họ suy nghĩ hay không. Những cái nhất thì tôi chúng ta cũng có thể biết một điều chắc chắn rằng là hôm nay ra khỏi tiệm vàng thì nhiều người đã bị lỗ bởi vì là giá vàng chỉ từ sáng đến chiều đã giảm gần một triệu đồng một lượng như vậy điều này là điều chúng ta đã có thể biết chắc chắn rồi ở bên cạnh việc mua vàng thì người việt của chúng ta trong dịp đầu năm thì còn có rất nhiều những cái phong tục để cầu tài cầu lộc cầu may khác việc mà mọi người cầu tài cầu lộc cầu may là rất chính đáng và không có gì là sai trái cả nhưng mà thực tế thì ở đôi chỗ đôi đôi lúc thì đã có những cái sự cuồng tín và tin vào những cái điều này thái quá. Theo ông thì vì sao khi mà xã hội ngày càng phát triển, khoa học công nghệ ngày càng phát triển thì sự tin vào thánh thần của con người nó lại càng lớn như vậy? Có gì nghịch lý không ạ? Cái việc mà con người có đặt niềm tin vào cái thế giới của tâm linh mà là cái việc mà cũng có từ khá xa xưa rồi. À, có điều bởi vì con người sống cùng một lúc trong hai thế giới, cái thế giới của quan hệ thực tại và thế giới của đời sống tâm linh. Có điều là thế này là à, một cái người bình thường là một người phải giải quyết hài hòa giữa cái cái đời sống với thực tại và đời sống với tâm linh nhưng mà trên thực tế thì nó không hẳn lúc nào cũng được như vậy đặc biệt là trong một xã hội mà khi mà con người đánh mất niềm tin chẳng hạn mất niềm tin vào những đại cục lớn và mất niềm tin vào chính cái sự vững vàng của chính mình vào chính mình thì có khi là người ta tìm kiếm niềm tin vào cái thế giới của thần linh hoặc thế giới của huyền bí nào đó và chúng ta quan sát trong đời sống thực tiễn bây giờ thì nhìn vào trong những cái đại cục ở ờ, lớn thì cũng là một câu chuyện hay là ngay trong những số phận của những cá nhân riêng lẻ khi chúng ta đi ra đường khi chúng ta ăn uống một cái gì đó khi chúng ta đi chơi đâu đấy, đấy, đấy chẳng hạn cũng không dám lấy gì đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta gặp những điều may mắn và xuân sẻ và như vậy thì khi con người đánh mất niềm tin thì lúc đó con người hướng vào tìm kiếm niềm tin trong đời sống tâm linh và chính vì thế nó sinh ra rất nhiều những hệ lụy À, chúng ta cũng phải công bằng mà nói là khi tin vào đời sống tâm linh thì nó có cái một cái phía là nó hướng vào con người hướng vào những điều thiện vào những giá trị nhân văn cao quý nhưng mặt khác nếu mà đầy vào chỗ bị mê tín dị đoan bị cuồng tín chẳng hạn thì điều đó thật là nguy hiểm bởi vì mê tín dị đoan hay là cuồng tín nó chính là một căn bệnh nó có mấy đặc điểm cái thứ nhất là nó đánh mất cái khả năng đề kháng tức là không có tự ý thức được bị mê muội đi cái thứ hai là nó bị người khác lợi dụng, cái thứ ba nó bị biến tướng thành những chiêu trò này khác và trong đó chắc chắn là cái đầu mối chính là bị thương mại hóa và được, chúng ta đúng. rất phải tỉnh táo câu chuyện này. Tôi hiểu rằng là khi mà con người ta trở nên yếu đuối thì người ta sẽ phải tin vào những cái thế lực siêu nhiên khác. Ông cũng vừa nói rằng là khi mà cuồng tín thì chúng ta sẽ bị lợi dụng vậy cụ thể. Khi mà những cái niềm tin vào thánh thần, tình trạng loạn thánh loạn thần nó nở rộ ra thì ai là người sẽ được hưởng lợi? Có phải là những người ví dụ như là bỏ rất nhiều tiền bạc ra để cúng bái hàng ngày không ạ? chắc chắn không phải là những người mà bỏ tiền ra cúng bái để đi cầu những chuyện đó là hưởng lợi mà những người mà đầu cơ thôi những người đầu cơ vào uh, tín ngưỡng vào tôn giáo và đã nhân danh tín ngưỡng tôn giáo để biến nó thành những hoạt động trục lợi đấy chính là những cái chỗ mà họ kinh doanh trên những cái niềm tin mà thiếu tỉnh táo của con người như vậy Vâng, à, thưa phó sư Ngô Văn Giá, đó là có ý kiến cho rằng đất nước chúng ta muốn tự cường, muốn phát triển thì phải thoát khỏi cái này, thoát khỏi cái kia. Nhưng có một yếu tố mà không thấy ai nhắc đến, đó là chúng ta phải thoát khỏi thần thánh. Ông nghĩ sao về ý kiến này? Tôi nghĩ là không không nhất thiết phải thoát khỏi thần thánh Bởi vì thần thánh nó là một sản phẩm của lịch sử, của văn hóa Dân tộc nào cũng có, đất nước nào cũng có Cái quan trọng nhất là chúng ta hướng tới thần thánh như một người hiểu biết và khi đã như một người hiểu biết thì chúng ta có lựa chọn và chúng ta biết ứng xử thế nào cho đúng cho hợp để cho sự phát triển của sự nhân văn của lòng nhân đạo của niềm tin và sự hướng thiện của con người như thế thì quá tốt không có hại gì cả và quan trọng nhất hãy là một người tỉnh táo trước tất cả các tín ngưỡng các tôn giáo các thần thánh nói chung vâng một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Giá với những chia sẻ rất là sâu sắc trong chương trình ngày hôm nay à, thưa quý vị không ai có thể ngăn cấm mỗi người có một niềm tin thế nhưng tin đến đâu tin vào cái gì và tin như thế nào thì lại đòi hỏi sự suy nghĩ sự hiểu biết và chín chắn của mỗi người để không bị cuốn theo đám đông hay là biến niềm tin của mình thành một sự cuồng tín mỗi người chỉ có thể thành công nếu biết nỗ lực biết phấn đấu và đất nước chỉ có thể tự cường khi người dân thôi bỏ tiền bỏ của, bỏ sức lực, bỏ thời gian để cúng bái xin sỏ thánh thần. Bởi một con người cuồng tín là một con người yếu đuối và một dân tộc dựa dẫm thánh thần có thể coi là một dân tộc thất bại. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Phó giáo sư Ngô Văn Giá đã tới với chương trình Chào buổi tối và thời lượng của chương trình hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.